Xin chào các bạn. Hôm nay học viện Nghiên Tô xin chia sẻ các bạn cách chúng ta vẽ cầu thang chữ U bằng bê tông trong Revit. Ở đây tôi có mặt bằng và bây giờ tôi vẽ cái thang chữ U từ sân lên lên vào tầng 1. Tôi thì sao các bạn chọn stair này. Các bạn chọn vào công cụ vẽ thang tự động này. Ở đây tôi cho chiều rộng là 2000 này. 2000. Tôi cho vẽ từ sân lên tầng 1. Các bạn chọn các thông số nha. Chiều rộng bậc là 300 này. Vẽ 5 bậc. F5, ok. Đó, các bạn vẽ tự do này. Rồi. Tiếp. Tiếp tục các bạn xóa cái, có thể xóa cái nakan gì đã. Các bạn chọn con vớt sang để chỉnh sửa này. Các bạn chọn edit này. Các bạn kéo cái này cho nó là 45 độ, bên này cũng tương tự 135. Rồi các bạn dùng để chim, để chim lại. Đó. Rồi, các bạn kết thúc lại nhỉ. Sau đó các bạn lại dùng lệnh mirror để mirror cái thang này qua cái một góc 45 độ như này. Đó, và chúng ta edit chỉnh sửa cái thang này. Chúng ta kéo nó về đây. Ok. Chúng ta kết thúc lại. Đó, và chúng ta cái này chúng ta lại đưa lâu qua cái thang này. Các bạn kết thúc lại nhỉ. Đó, các bạn ra 3D. Chúng ta đã có được một cái thang chữ U. Các bạn có thể chuyển lại về thang bê tông này. Ok. Được chưa? Các bạn phải xóa hết cái năng can đi. Ok. Để hẹn đến bài học tiếp theo, các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.